Em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em sẽ lên một chiếc quay alpha lốc trắng chữ công, xe này là chọn full mới, full sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn, sơn sườn lốc cán rồi, cái này là anh em đánh giá áo đập mới luôn. Rồi thì như thường lệ thì nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em xin nhắc lại là nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là 0974499005. Số điện thoại em có Zalo ha, hoặc số điện thoại là 0846111131. Số điện thoại đó có Zalo luôn. Em có để số điện thoại trên màn hình phần mô tả. Rồi bữa nay em vô chủ đề chính ha, là đây là một chiếc quay alpha lốc công đời 2003, nó lốc trắng ha, lốc trắng 2003, lốc đen thì 2002, nó là 2003, 2002 như nhau, lốc đen nó trắng như nhau ha, nó là chữ công. Rồi thì bữa nay em sẵn nói luôn, nhiều anh em vô mà mình rảnh vô mình coi không thích thì cái mình lướt qua, cái mình chọn xe khác, hoặc là mình vô mình coi clip của em, hoặc vô coi kênh của em, rồi anh em tham khảo những cái kênh khác, rồi mình đánh giá, mình nhận dạng cái giá mặt bằng chung, cũng như mình vô mình coi tham khảo á, mình tham khảo giá, anh này bán giá cao quá thì mình coi lý do gì giá cao, anh kia bán giá rẻ quá thì xe sao mà giá rẻ, chứ tự nhiên coi xong cái mình bình luận đấy, xe này để cho ông gì đó chạy đi, hoặc để cho ba gì chạy đi, hoặc là xe này này kia, đâu mình nói gì chi thời gian rảnh để mình nói chuyện với con cái mình đó là gì đó. Thôi em cũng nói nhiều, giờ em vô chủ đề chính nha. Đây là một chiếc quay alpha lốc trắng chữ công đời 2003 dọn full mới. Đầu em tiên vô em phần áo trước nè. Như em đầu tiên em nói áo thì len kem đây, từ trong ra ngoài trên dưới sạch sẽ luôn đó, bụi bặm thôi chứ mới xanh. Phần áo thì len kem ha, áo thì anh em khỏi nói, không gãy bát không gì hết, nguyên si luôn áo tem. Và ngoài đó ha, xe này là ngoài rất bóng bẩy. Rồi bắt đầu tới phần sẵn quay phần trên luôn, áo len ken rồi nè, như bao tay hãng mới vô thay nè, tỏ ý thắng hãng nè, thay mới luôn nè, chó đèn mới xanh nè. Xe này em bán giá 18 triệu ha, để em vô phần nổ máy trên gì cho bác xem, mình mới luôn. Xe này đã em chọn mới thì anh em về chỉ chạy thôi chứ không cần làm gì đâu, mình chỉ chạy thôi, máy đang nổ. Rồi em tắt máy ra hen, rồi anh em vô hen cái ốc tán, bắt đầu tới ốc tán nè, ốc rin si hãng si mới luôn hen, ốc rin full mới luôn đây. Thôi em tao quay tới đâu nó tới đó đi. Đây là vỏ ruột mới thay, cặp vỏ ấy, vỏ trước mới thay đây, Kosuvina cầm hãng đây, niềm vui xì hãng luôn đây, thay đầu hãng hết hen, xì hãng luôn đây, ốc tán hãng luôn, dàn vạt full mới luôn, dàn vạt ok luôn ha. Đây cặp niềm của xì đây, dọn nói chung dọn mới len ken ha. Rồi tới vô là bao tử, là bắn cát nè, nè sườn nè. Xe này anh em chạy 3-4 năm bắt đầu xuống chì là đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn á, khuôn sườn đẹp luôn ha, ốc nè sạch sẽ luôn, có cái kèn không có thay à, ôi sao không thay cái kèn, dây điện này giữ rin á, dây điện rin giữ lại đây, ốc này mà để chừng vài năm nữa là không
có dấu vằn như xe riêng luôn, đây nguyên vàng bắn cát ha, không có sơn ha, bắn cát sạch sẽ luôn, như xe mới, nhìn vô cái máy góc máy dưới này là như xe mới luôn. $18 triệu bình xăng quanh pha luôn, cổ luôn, kèn đèn hết, lóc cần số mới luôn, nói chung là mới hết, chọn mới hết. Xe này nghe mới tạt cái nước, qua ga 10 ly, một xe nói chung dọn khuôn mới mà anh em, mới mình khỏi nói đi, mình coi mấy cái đầu đồ, nó mới mà riêng không em, chứ không có mới mà thay đầu lô trong đây, cầm niền vỏ ruột sao cũng mới luôn nè, xịn luôn, một mới luôn, áo mới, có biển số là không mới, chơi cái cản ít ít. 18 triệu xe này nói chung là mua cái xe là 10 triệu xong dọn, đây tiền dọn đây anh em coi là biết liền, ủa giấy dọn rồi, dọn dần chân sơn sọ như không kia, ốc tán đầu làm đầu lọng này kia rồi bắn cát này kia là 5 triệu mấy, là anh em thấy 15 triệu mấy rồi, 15 triệu mấy là có đầu tới bộ áo 2 triệu mấy nữa, 2 triệu rưỡi nữa, bộ áo 2 triệu rưỡi là nhiêu, 15 triệu rưỡi với 2 triệu rưỡi là 18 triệu à, 18 triệu bắt đầu nè, thay nè, ổ khóa nè, cản dít ít nè, bấm yên nè, rồi cái dàn trên đó là ba ga nè, bắt đầu rồi em câu dàn trên lại, bàn thờ em làm này kia lại, dây điện rồi các thứ rồi lại một cả triệu nữa là tính ra 19 triệu mấy rồi, còn tiền công nhà nữa, nói chung dọn cái xe là tê lắm, mà điều anh không tính tiền dọn, giờ em bán anh em thích thì cứ xe này bảo hành cho anh em là mấy năm luôn, quanh pha rồi nó mới lắm. Đồng hồ quanh pha nè, đồng hồ thay mới luôn, thay luôn vàng bạc nè, đẹp cái sơn sườn nè, đẹp vàng bạc, nãy trước em có quay rồi, ốc tán bên đây đó, nó mới vậy đó. Xe này ghiền cái là đầu lòng bắn cát, máy móc là sạch sẽ, không khô ráo, không nhức nhau. Đây nè, vỏ thắng, nói chung mới ha, quần mới sạch sẽ, nhìn là thèm. Cái mô theo xe giữ lời, mô đẹp quá đẹp. Cái mô như mô 2-3 đẹp quá đẹp, 7 màu, sáng chấn. Sườn thì anh em khỏi lo rồi. Rồi anh em thích xe này thì alo em ha. Em bán xe này là giá là 18 triệu. Đây nè, mới về, mới hết. Cái này ngày mai em xuống hãng em mua cho cái nắp bình xăng mới luôn. Học có thay, mua cho cái nắp bình xăng mới luôn. Cái yên này mút mới luôn nè ha. Mút mới nè, cái đế này để alpha giữ lại. Đế của nó 2-3 giữ lại. Thay cái mút thay vỏ. Ngày mai cho là thay cái nắp bình xăng này luôn. Ngày mai xuống salon em mua cho anh cái nắp này kìa. Mua 5 cái để dành thay. Ngày mai em mua cho cái nắp này. Nắp alpha hãng luôn. Quay alpha chứ không phải quay A ấy. Thay vô. Rồi anh em thích xe này thì alo em. Em bán giá 18 triệu. 18 triệu quá rẻ luôn. Lão cũng bán đó anh em, trời xe này nói chung cho anh em chơi thôi chứ không cái nổ, ngon lành luôn, kèm xi nhan nhan trái phải, nhan trước sau chứ trái phải đầy đủ, đèn kè đủ hết, đèn sáng lắm,
đèn sáng cực kỳ luôn. Đèn sáng thấy hồn không? Quốc pha đầy đủ. Giá thì nó vậy á. Giá đèn sáng cực kỳ luôn. Rồi giá 18 triệu anh em mua xe này về chơi luôn, không cần sửa, không cần làm gì hết. Em xin kết thúc clip tại đây ha. Em nhắc lại đây là quen pha đời 2003 chữ công như lốc đen á, chữ công rồi vậy nè. Em xin bán là giá là 18 triệu. Rồi em xin kết thúc clip tại đây ha.